À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Ở à, Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là xây nhà Ngày tốt xây nhà nhé Xây nhà trong cái tháng 2 âm lịch năm 2023, năm Quý Mão Tháng 2 nhuận đấy à, Thưa quý vị, thì chúng ta đã biết ấy, cái tháng 2 nhuận nó khởi từ ngày 22 tháng 3 dương lịch đến ngày 19 tháng 4 dương lịch Và cái ngày mùng 1 của tháng 2 nhuận nó là ngày Kỷ Mão Tháng 2 nhuận nó là tháng Ất Mão, là tháng Thiếu Nó chỉ có 29 ngày và ngày 29 nó sẽ là ngày ngày đinh mùi đó như vậy việc đầu tiên thì bao giờ cũng vậy để chọn ra một ngày tốt xây nhà thì chúng ta cũng sẽ phải căn cứ vào loại bỏ những ngày xấu và thì chọn ra những ngày tốt thì như quý vị đã biết ấy, cái việc xây nhà nó sẽ thường là gì thường là sau khi động thổ xong thì người ta tiến hành xây nhà luôn nhưng mà ở một số nơi ấy, sau khi động thổ người ta động thổ xong người ta cuốc xong xuôi ngon lành rồi đúng không để cho ải đất rồi thì sau đó người ta mới tiến hành chọn ngày tốt để cho người ta xây dựng đó và cái việc chọn ngày tốt xây dựng ấy nó cũng có khác nhiều cái khác so với ngày tốt động thổ thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những tiêu chí để chọn ra ngày tốt động thổ trong cái tháng 2 âm lịch tháng nhuận này đó. thì để dựa vào thì để chọn ra những ngày tốt mà tiến hành công việc xây nhà ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách là ngày tốt tuần thư ngày tốt tuần thư. thì các bạn có thể tham khảo thêm cái quyển sách ngày tốt tuần thư để chọn ra những ngày tốt để xây nhà. Để. thì ngày tốt xây nhà nó ở trang 177 thì các bạn có thể tham khảo thêm để tự chọn cho mình những ngày tốt nhất để công xây nhà cho được gì may mắn và anh thông đó và để chọn ra một ngày tốt xây nhà ấy thì chúng ta sẽ có 31 tiêu chí. Dựa vào 31 tiêu chí này để tìm ra một ngày tốt xây nhà. Vậy nên những cái ngày tốt này thì các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào xét ra tìm ra những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch nhuận để chúng ta tiến hành công việc xây nhà. Đó. Thì đầu tiên bao giờ cũng vậy để lựa chọn ra một ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những cái ngày xấu cần tránh. Thì ngày xấu cần tránh bao gồm những ngày sau. À, theo cái ngày tốt tuần thư ấy thì những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 2 âm lịch để xây nhà ấy, thì ngày đầu tiên chúng ta cần tránh đó là ngày sát chủ ngày sát chủ thì có ngày sát chủ âm và sát chủ dương thì trong tháng 2 âm lịch nó sẽ là ngày tí và ngày xíu thì ngày tí chúng ta có hai ngày mùng 10 là ngày mộ tí và ngày 22 là ngày canh tý thì đây là ngày sát chủ chúng ta không dùng tiếp theo ngày xỉu chúng ta có hai ngày 11 là ngày kỷ xỉu và ngày 23 là ngày tân xỉu thì cũng là ngày xấu chúng ta không dùng tiếp đến chúng ta xét đến ngày sát chủ mùa ngày sát chủ mùa trong tháng này ấy, thì nó sẽ là ngày thân Ngày thân sẽ có hai ngày mùng 6 là ngày giáp thân và ngày 18 là ngày ngày bính thân, nó là ngày sát chủ mùa, chúng ta không dùng. Tiếp đến là ngày thiên địa chuyển sát. Thiên địa chuyển sát của mùa xuân ấy, thì nó là ngày tân mão và ngày ất mão. Tân mão và ất mão thì tân mão nó sẽ là ngày 13 và ất mão thì trong tháng này không có. Đó. Ngày xấu thứ tư chúng ta cần lại bỏ đó là ngày thụ tử. Ngày thụ tử trong tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày thìn. Bao gồm ngày mùng 2 canh thìn, 14 nhâm thìn và ngày 26 là ngày giáp thìn thì ba ngày thiền này đều phạm ngày thủ tử ngày thụ tử là kiêng kỵ mọi việc không làm việc gì cả đó tiếp đến chúng ta chọn đến ngày thứ năm là ngày dương công kỵ cái việc động thổ xây nhà ấy, thì kỵ ngày dương công nó là ngày 11 thì cái ngày 11 nó là ngày kỳ xíu thì chúng ta cũng lại bỏ rồi tại nó trùng ngày sát chủ đó tiếp theo ngày thứ sáu chúng ta cần tránh đó là ngày tam lương ngày tam lương có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27 thì ngày mùng 3 nó là ngày tân này Tân Tỵ này. Ngày mùng 8 thì nó rơi vào ngày Bính Tuất. Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày Tân Mão. Ngày 18 thì nó rơi vào ngày Bính Thân, nó trùng với ngày sát chủ. Mùa Ngày 22 thì nó rơi vào ngày ngày Canh Tý, trùng với ngày sát chủ. Và cuối cùng là ngày 27 thì nó rơi vào ngày Ất Tỵ, nó trùng đó, nó rơi vào ngày Tỵ. Đó, đó là 6 ngày tam lương mà chúng ta cần tránh. Tiếp đến là chúng ta cần phải loại bỏ thêm một ngày nữa, đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ có bao gồm có 3 ngày mùng 5, 14 và 23. Đó, mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, cố chỉ là đi muộn. Vậy nên là cái ngày này chúng ta cũng kỵ cái việc xây nhà Và ngày mùng 5 ấy, thì nó sẽ là ngày ngày quý mùi Ngày 14 thì nó rơi vào ngày nhâm ngày nhâm thìn Ngày 23, ngày 23 thì nó là ngày tân Sửu Thì nó trùng với ngày sát chủ, sát chủ âm Chúng ta sẽ không dùng Đó. Tiếp đến là chúng ta chọn loại bỏ đến ngày thứ 8 Ngày thứ 8 là chúng ta cần loại bỏ là ngày nguyệt kiến thì tháng này ngày thật là tháng mão thì ngày mão là ngày kiến mão kiến mão luôn ạ cái ngày mão là ngày trực kiến thì chúng ta cũng sẽ không dùng Đấy. Ờ, tiếp đến là chúng ta kỵ ngày nguyệt phá ngày nguyệt phá thì trong cái tháng tháng mão ấy, tháng 2 ấy, thì là gì mão dậu là tương xung vị trí tất cả những ngày dậu là ngày nguyệt phá nó bao gồm ngày mùng 7 là ngày ất dậu này ngày 19 là ngày đinh dậu này thì hai ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng đó tiếp đến ngày thứ 10 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thổ phù ngày thổ phù trong tháng này thì nó sẽ là ngày mão Ngày Mão thì nói chung ngày Nguyệt Kiến rồi chúng ta không không dùng. Ngày thứ 11 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày trực bình, nó là ngày ngọ. Thì ngày ngọ quý vị có thể xem xét nhá, nếu có nhiều cắt tinh thì các bạn vẫn dùng được. Tiếp theo là ngày trực thu thì nó sẽ là ngày ngày tí thì chúng ta không dùng. Ngày trực thu này. Chúng ta không dùng. Tiếp theo ngày thứ 13 đó là ngày gì? Ngày trực bế. Ngày trực bế trong cái tháng 2 thì nó sẽ là ngày dần. Nó là ngày trực bế thì chúng ta cũng sẽ cần phải xem xét thật kỹ tiếp theo ngày thứ 14 là ngày chúng ta loại bỏ những ngày tam sát cái phương vị tam sát ra thì tam sát nó có ba cái là gì kiếp sát tai sát và nguyệt sát thì trong cái tháng hai này kiếp sát nó ở thân kiếp sát ở thân tai sát nó ở dậu tai sát là dậu còn nguyệt sát thì nó ở tuất nguyệt sát nó ở tuất vì chỉ là ba ngày này thì chúng ta cũng sẽ không dùng được đó. kiên kỵ ra đó đó là ngày tam sát Tiếp theo là ngày thứ 10, ngày thứ 17 chúng ta cần phải kỵ đó là ngày ngày nguyệt hình. Nguyệt hình thì chúng ta có gì mão và tí hình nhau, vậy nhưng những ngày tí thì chúng ta không dùng được. Và ngày tí nó cũng phạm ngày sát chủ. Như vậy là các bạn thấy đấy, từ đầu đến giờ cái ngày tí này có rất nhiều cái sao xấu. Vậy nên ai mà đang có ý định làm ngày tí thì các bạn cũng nên bỏ ngay đi, đừng làm nhé. Tiếp theo nữa là đến ngày thứ 18 là ngày nguyệt yểm. Nguyệt yểm là những ngày dậu thì ngày dậu nó lại trùng với ngày gì? Trùng ngày nguyệt phá chúng ta lại bỏ rồi. Ngày thứ 19 là ngày thiên sứ, ngày thiên sứ nó cũng là ngày tí, như vậy là ngày tí lại vừa vừa phạm gì. Và ngày thiên sứ, ngày nguyệt hình cũng như là ngày ngày sát chủ. Đấy, vậy vị trí là nó rất xấu, không thể dùng được. À, tiếp đến ngày thứ 20 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày ngày tuất. Ngày tuất là ngày đại thời. Đại thời. Đại thời nó rất là xấu, vậy chúng ta cũng không dùng được. Tiếp đến là ngày thứ 21 là ngày tứ phế. Ngày tứ phế nó là ngày giáp tuất thì chúng ta không không có ngày này. Ngày ngũ mộ thì nó là ngày ất mùi ất mùi là ngày ngũ mộ là ngày 17 Thì chúng ta không dùng được Tiếp theo là ngày thổ phú Thổ phú là những ngày tị Thì ngày tị cũng xấu ta không dùng được đó. Tiếp đến là ngày, cuối cùng là ngày địa nang Ngày địa nang trong cái tháng 2 âm lịch Thì nó sẽ là ngày quý mùi và ngày quý xỉu Đúng không? Ngày quý mùi và ngày quý xỉu Thì quý mùi là ngày mùng 5 trùng ngày nguyệt kỵ Và quý xỉu thì trong tháng này không có đó. Và một ngày đặc biệt quan trọng nữa là ngày sau ngày thổ vương dụng sự thì chúng ta không dùng. Thì ngày thổ vương dụng sự nó chính là ngày nó chính là ngày thổ thổ phủ ấy. Nó chính là ngày mão đúng không ạ? Thì chúng ta không dùng. Ngày mão ngày thìn thì chúng ta không dùng được. Đó. Đó. Đó là toàn bộ 25 cái ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh trước khi bước vào tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc xây nhà. Xây nhà đúng không ạ? Xây nhà trong tháng 2 lịch. Và sau khi lựa chọn sau khi đã loại bỏ tất cả những cái ngày xấu rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái ngày tốt tuần thư để chúng ta tìm ra những ngày tốt tìm ra những sao tốt còn lại để tiến hành công việc xây nhà cho được thuận lợi và may mắn đó thì bây giờ cái ngày tốt đầu tiên mà chúng ta chọn để việc xây nhà thì nó là ngày thiên nguyện ngày thiên nguyện trong tháng hai lịch nó là ngày canh tuất nhưng mà trong tháng này không có ngày canh tuất vậy nên là không dùng được thứ hai là ngày thiên đức nó là ngày ngày thân nhưng ngày thân vừa phạm vào sát chủ mùa lại vừa phạm vào ngày kiếp sát vậy nên chúng ta cũng kiêng kỵ không dùng Tiếp đến là ngày thiên đức hợp thì đó là những ngày tị. Ngày tị thì ngày tị thì nếu mà phạm vào ngày thổ phù. Thổ phù thổ phù đúng không ạ? Thì thổ phù thổ phù là cái ngày mà đặc biệt kiên kỵ động thổ, vấn đề chúng ta cũng không nên dùng. Tiếp đến là ngày nguyệt đức là những ngày giáp. Ngày giáp trong cái tháng 2 ấy, thì nó có ngày mùng 6 là ngày giáp thân này, ngày 16 là ngày giáp ngọ và ngày 26 là ngày giáp giáp thìn đúng không ạ? Như vậy là gì? Ngày giáp thân thì phạm sát chủ mùa và kiếp sát không dùng được. Còn ngày thìn thì phạm ngày Thủ tử chúng ta lại bỏ rồi Như vậy chúng ta chỉ còn ngày 16 là ngày giáp ngọ Ngày giáp ngọ thì là được ngày tốt đầu tiên Đó. Tiếp theo chúng ta xét ngày người được hợp là những ngày kỷ Ngày kỷ thì chúng ta có những ngày sau này Chúng ta có ngày 11 là ngày kỷ xíu này Ngày 21 là ngày kỷ hợi và ngày mùng 1 là ngày kỷ mão Thì kỷ mão thì phạm ngày nguyệt kiến Trong ngày mão cũng có thì ngày phạm ngày thủ phù rồi Chúng ta cũng lại bỏ rồi còn ngày xíu thì phạm quyền sát chủ là tao dùng Như vậy chúng ta chỉ còn ngày 21 21 là ngày kỷ hợi Kỷ hợi làm ngày này cũng sẽ được may mắn và anh thông à, Tiếp theo là gì? Ngày thiên xá trong tháng này thì nó sẽ là ngày ngày mậu dần Nhưng mà ngày mậu dần trong tháng này không có đó Như vậy chúng ta sẽ còn thêm ngày tam hợp nữa Đấy. Chọn một ngày tam hợp Ngày tam hợp là ngày tốt Thì trong tháng này tháng mão đó. Chúng ta có tam hợp là hợi mão mùi Vị trí là chúng ta còn ngày mùng 9 là ngày đinh hợi Mùng 9 là đinh hợi và ngày mùi thì chúng ta có ngày 17 6 ta loại bỏ rồi này. Như vậy chúng ta còn ngày 29. 29 là ngày đinh mùi. Đó. Đó. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa sử dụng các quyển sách là ngày tốt tuần thư để chọn ra những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc là xây nhà, xây nhà đúng không ạ? Và trong tháng 2 âm lịch sẽ có 4 ngày tốt, sẽ có 4 ngày tốt để cho các bạn tiến hành công việc xây nhà quý vị lưu ý nhé khi mà chúng ta động thổ mà xây nhà luôn ấy, thì chúng ta cứ làm thế một lèo và không cần phải xem trừ khi quý vị chọn ngày tốt để động thổ sau đó để một thời gian sau mới xây thì chúng ta sẽ phải lựa chọn theo cách này đấy quý vị nhớ nhé đó như vậy ngày tốt đầu tiên là ngày gì là ngày giáp ngọ là ngày 16 ngày tốt thứ hai là ngày 21 nó là ngày kỷ hợi ngày tốt thứ ba thì nó là ngày mùng 9 là ngày đinh hợi và ngày tốt thứ tư nó là ngày 29 là ngày đinh mùi đó đó là những cái ngày tốt trong tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà Quý vị hãy chọn ra cho mình một cái tuổi phù hợp nhất, một ngày phù hợp nhất, phù hợp cho tuổi của mình. Nó nó phải đáp ứng được, cái, được cái tiêu chí là nó thứ nhất là gì? Cái ngày ấy nó phải sinh cho tuổi, thứ hai là ngày nó tỷ hòa với tuổi và thứ ba ấy là cái tuổi ngũ hành của tuổi nó phải khác được ngày. Đúng không? Chúng ta không nên cũng loại trừ các tuổi xung khắc đúng không ạ? Ví dụ như những, những ngày ngọ này thì chúng ta không chọn cho người tuổi Tý, người tuổi Tý không chọn từ ngày ngọ. Ngày tuổi Tỵ thì không chọn ngày hợi đúng không ạ? Và ngày tuổi gì? Sửu thì không chọn ngày mùi nếu các bạn loại bỏ ra những cái xung hình phá hại cũng như là cái tứ hành xung gia hại thì cũng đã rất là tốt thì bên cạnh đó các bạn cũng sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư để chọn ra những không giờ tốt đấy do thời gian có hạn nên tự không chia sẻ được hết cho quý vị về giờ tốt trong những ngày này đó cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn